Mọi người, cái này cái bưởi mà mình trồng hơn được một năm rồi nè, nó lên sinh tốt chưa, đã ở Sacramento nha. Cái bưởi này nó chịu lạnh hay lắm. Rồi, coi nè, bây giờ nó ra bông nè, bông đã luôn mà bông bưởi nó thơm dễ sợ luôn mà. Người ta nói là hoa bưởi thôi rơi gì đó. Ồ mẹ, bông rồi nè, đã chưa, đẹp dã man luôn, bông nhiều lắm mà mới hơn một năm mà nó thơm phức à. Thì ra là bông bưởi nó thơm kinh khủng mà mình đâu có biết đâu, nó thơm nguyên cả một cái sân trước nhà của mình luôn á. Ừ, một năm thôi mà nó trồng nó ra lẹ dĩ đó, nó giống như nó chịu cái mùa, chịu cái khí hậu ở đây vậy á, chỉ khí hậu ở Sacramento vậy á. Bông nhiều lắm mà bây giờ nó còn ra nữa. Wow nè, năm vừa rồi đó thì mình trồng được có hình như là 3-4 tháng đó thì nó cũng ra bông. Nhưng năm nay đó là hơn một năm rồi, đẹp dã man luôn. Nó nhỏ nhỏ thôi nha, nó không có ự đâu đó, mà bông nè. Nè, nguyên một chùm bông đó nè. Biết mọi người thấy không nữa. Oh man. Mà người ta nói trồng cây bưởi trước nhà đã tốt lắm đó nha. Nên ai mà có nhà cửa thì mình nên nghĩ trồng cây bưởi trước nhà. Đẹp dễ sợ luôn. Ở Mỹ thì thường người ta ít có trồng cây ăn trái ở đằng trước nhà, tại vì người ta sợ ví dụ như con nít mà nó leo nó hái mà lỡ nó té đó thì nó kiện mình, nó xu mình, nên mình không có trồng những cái cây mà ví dụ như ăn liền. Này, bông này đã chưa, mà trồng những cái cây này nó thứ nhất có gai, thứ hai cũng mình cũng để nhỏ nhỏ thôi, không có để nó cao lắm mà nó trèo, nó leo lên mà nó hái là mình là nó té một cái là mình cũng chịu trách nhiệm. Ở Mỹ nó kỳ vậy đó, mặc dù nó vô vườn mình nó leo nó hái cây ăn trái mà nó té là nó cũng kiện mình, nó té nó gãy tay nó cũng kiện mình, nó kêu là tại sao mày để cây ăn trái đó cho con nít nó leo nó hái, là nó cũng kiện mình. Kỳ vậy đó, luật của nó mà, luật nó bảo vệ. Nên ít có người nào trồng cây ăn trái ở ngoài trước nhà lắm nè. Mình quay thử cho mọi người coi nè, trước nhà của mình á, không có ai mà trồng cây ăn trái hết á. Họ trồng hoa rồi cho vui thôi. Đẹp ghê chưa. Còn cái cây này, cây đào của mình nó kỳ trước nó ra bông đẹp lắm. Bây giờ bắt đầu nó cũng có trái rồi nè. Trái nhỏ nhỏ không à, chưa ăn được, chắc cỡ khoảng 2 tháng nữa mới ăn được. Mới ra trái nè. Cái này của mình mới cũng trồng cũng như hơn 1 năm hả? Thấy ra được không? Cái này cái đào long. Bông nó đẹp lắm nha, bông với hoa đào vậy đó. Mùa Tết mà nó ra hoa nó giống như hoa đào vậy đó. Đẹp ghê, nhưng mà mình thích nhất là cây bưởi của mình. Mỗi lần sáng sớm mà đi đưa con đi học á, wow, ra nó thơm phức, cây bưởi đã dễ sợ luôn. Mình tưởng nó chịu lạnh không được, ai ngờ đấy cũng chịu lạnh được nè. Mùa đông nó rụng lá cái nó quéo hết lại, nhưng bắt đầu có mùa xuân mùa spring nè, cái nó ra lại, ra bông lại. Hy vọng năm nay nó có nhiều bưởi. Thấy không? Đã không? Nó chịu khí hậu ở Mỹ. Nó lên nè. Đã chứ sao? Mình thích nhất là cái mùi thơm của nó. Ra ví dụ như mình lái xe đó,
ra bứt một một hai bông, một hai cái bông 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 bưởi này nè, bỏ vô xe nó thơm phức cái xe luôn á. Bưởi này là bưởi của Việt Nam nha, mình mua chỗ chợ Việt Nam mình chứ không phải là bưởi Mỹ đâu nha. Bưởi này bưởi Việt Nam nó bán đó, nó bán 2 đồng 99 một trái đó. Nó năm vừa rồi nó ra được mấy trái, nó ăn ngon lắm, chứ không phải là bưởi của Mỹ mà để vắt nước đâu. Nó lên được ngút đầu mình nữa, nhưng mà chắc mình không cho nó lên cao đâu, nó lên cỡ con trên đầu là mình cắt, nó cao lắm, đằng trước nhà mà nó cao quá thì không có thích lắm. Thường thì Mỹ nó không thích trồng cây ăn trái nhiều, nhưng mà Việt Nam mình thì thích trồng cây ăn trái. Ra ngoài đằng trước chơi nhìn nó đã. Ok thế thôi, bye mọi người, khoe mọi người cây bưởi mình mới trồng thôi, chơi vẫn chơi chứ chia sẻ khoe khoe một tí cho vui vậy thôi. Ok bye.